Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trước hết là những nội dung chính trong chương trình tối nay, Chủ nhật ngày 18 tháng 11. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong các phong trào tại cơ sở. Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Trong phần tin thế giới, các nhà lãnh đạo 21 nền kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC bắt đầu thảo luận về các cách thức nhằm thúc đẩy thương mại tự do và hội nhập kinh tế khu vực trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ khả năng sẽ thăm Bình Nhưỡng vào năm tới. Hôm nay 18 tháng 11, kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong những năm qua, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tuyên Quang đã thực sự tạo ra một diễn đàn dân chủ, tập hợp sức mạnh của từng cá nhân, hộ gia đình trong mỗi cộng đồng dân cư, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Chiều nay, đồng chí Lê Tiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã cùng tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân với bà con nhân dân thôn Cống Đôi, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên. Phát biểu chúc mừng và chia vui với bà con tổ dân phố Cống Đôi, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Tiến Thắng bày tỏ niềm vui trước tinh thần đoàn kết gắn bó giữa người dân trong khu dân cư. Sự đoàn kết đồng lòng đã giúp khu dân cư Cống Đôi trở thành một trong những khu dân cư tiêu biểu của huyện Hàm Yên trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Hiện nay thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng một người trên năm. Đồng chí mong muốn bà con tổ dân phố Cống Đôi tiếp tục phát huy các phong trào thi đua yêu nước, tạo nên mối quan hệ gắn bó đoàn kết, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, đồng thời giữ gìn các nét văn hóa, bản sắc dân tộc truyền thống trên địa bàn. Nhân dịp này, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã dự và cắt băng khánh thành nhà văn hóa tổ dân phố Cống Đôi, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên. Nhân ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, các đồng chí lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đến chia vui cùng bà con nhân dân một số tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Sáng nay, đồng chí Triệu Kim Long, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự ngày hội đại đoàn kết với nhân dân thôn Bản Mèo, xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa. Thôn Bản Mèo có 108 hộ dân, có 3 dân tộc sinh sống, toàn thôn có 33 hộ khá giàu, bình quân thu nhập đầu người đạt 1.800.000 đồng trên người trên tháng. Thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thôn đã bê tông 225m đường giao thông nội đồng, lắp đặt 50m kênh mương bằng cấu kiện bê tông. Tại thôn Hải Thành, xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức là dịp để tổng kết lại tình làng nghĩa xóm, đóng góp của mỗi người dân đối với việc xây dựng khu dân cư văn hóa. Đặc biệt đây là diễn đàn dân chủ, là dịp để tổng kết lại việc gì làm được, chưa làm được trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đô thị, từ đó phát huy sức mạnh của toàn dân. Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình, triển khai hiệu quả các phong trào, cuộc vận động nhằm tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Trong năm 2018, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Nổi bật là thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tích cực vận động nhân dân thực hiện kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn bản tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, thông qua ban vận động quỹ vì người nghèo, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã huy động các nguồn lực để hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà mới. Từ đầu năm đến nay, quỹ vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã hỗ trợ trên 3,7 tỷ đồng cho 130 hộ nghèo làm nhà và sửa chữa nhà ở. Được cái các chính quyền của địa phương, gọi là ngân hàng công thương cũng có giúp đỡ gia đình tôi là được làm được một căn nhà như thế này. Nói chung là gia đình tôi là cũng rất là vui mừng, vươn lên kinh tế để phát triển, để nuôi dạy các con ăn học. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc cơ sở đã thực hiện hiệu quả việc xây dựng các mô hình tự quản tham gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, tất cả các xã đều đã tổ chức xây dựng được ít nhất 2 mô hình khu dân cư tự quản, chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng, vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi đạt năng suất cao. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh thì đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, chúng tôi đã triển khai các cái văn bản của cấp trên xây dựng kế hoạch triển khai riêng của cấp mình đến toàn thể 19 khu dân cư trên địa bàn xã, và qua tổ chức thực hiện thì cho đến nay thì
Kết quả thực hiện cuộc vận động đã đem lại phát triển kinh tế xã hội của trên địa bàn xã có bước phát triển, quốc phòng an ninh được đảm bảo và đời sống văn hóa của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục vận động nhân dân để thực hiện tốt cái cuộc vận động này nhằm nâng cao cái đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ở vùng nông thôn cũng như là ở vùng thành thị. 5 nội dung của cuộc vận động sẽ tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả ở các khu dân cư, sẽ đảm bảo được cái nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp đề ra xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, tiến tới là mọi gia đình đều ấm no hạnh phúc. Với sự chỉ đạo tích cực của Mặt trận Tổ quốc các cấp và sự đồng thuận của bà con nhân dân trong việc thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, đến nay cơ bản các nội dung của cuộc vận động được triển khai, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cùng với các địa phương trong cả nước, sáng nay 18 tháng 11, Ban An toàn Giao thông tỉnh tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông lần thứ 7 năm 2018 là chuỗi các hoạt động mà Việt Nam cùng các thành viên Liên Hợp Quốc tổ chức. Đây là dịp để tưởng nhớ và thương cảm với những người không may qua đời do tai nạn giao thông, chung tay xoa dịu, chia sẻ nỗi đau với gia đình, người thân các nạn nhân. Thông qua hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông nhằm cảnh báo cho xã hội về thảm họa tai nạn giao thông, các nguyên nhân và nguy cơ gây tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng, tự giác chấp hành pháp luật, trật tự an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông, kêu gọi sự giúp đỡ, chia sẻ từ cộng đồng về những tổn thất, mất mát, khó khăn của các nạn nhân, gia đình nạn nhân tai nạn giao thông. Tại huyện Sơn Dương, Ban An toàn Giao thông huyện đã tổ chức diễu hành tuyên truyền hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông năm 2018. Tham gia diễu hành có hơn 100 cán bộ công nhân viên chức lực lượng vũ trang trong địa bàn huyện Sơn Dương. Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông năm 2018 nhằm cảnh báo cho toàn xã hội về các nguyên nhân và nguy cơ gây tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức của toàn dân trong việc chấp hành pháp luật về giao thông, góp phần thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông năm 2018. Cũng trong dịp này, Ban An toàn Giao thông tỉnh Tuyên Quang và huyện Sơn Dương thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 4 gia đình nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Những nội dung trong phần tiếp theo của chương trình: tỉnh Tuyên Quang trao tặng 100 con bò giống Lai Xin hỗ trợ tỉnh Siêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào để phát triển ngành chăn nuôi. Triển vọng của cây sa chi, một loại cây lấy hạt đang được trồng thử nghiệm tại Tuyên Quang. Sáng nay, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê hộ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019 cho trên 50 cán bộ là thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và cấp huyện, thành phố. Trong 2 ngày, các đại biểu được giới thiệu về công tác quản lý tổng điều tra, hướng dẫn sử dụng và thực hành trang thông tin điều hành tác nghiệp. Lớp tập huấn sẽ giúp thành viên Ban Chỉ đạo các cấp nắm vững các bước kê khai biểu mẫu, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ tổng điều tra và đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập, tổng hợp kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Thời gian qua, Cục Thống kê tỉnh đã tích cực chủ động tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các quyết định, kế hoạch, văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện các bước tổng điều tra theo đúng kế hoạch. Qua công tác lập bảng kê địa bàn điều tra, toàn tỉnh có 2.047 địa bàn, trong đó có 1.757 địa bàn nông thôn, 290 địa bàn thành thị, có 2.039 địa bàn điều tra bình thường và 8 địa bàn đặc thù. Thông qua đợt tập huấn này, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực tổ chức, chỉ đạo về tất cả các công đoạn của cuộc tổng điều tra dân số năm 2019. Như tin chúng tôi đã đưa, vừa qua tỉnh Tuyên Quang đã trao tặng 100 con bò giống Lai Xin hỗ trợ tỉnh Siêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào để phát triển ngành chăn nuôi, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Ý nghĩa của chương trình này được lãnh đạo và nhân dân tỉnh Siêng Khoảng đánh giá rất cao. Trong niềm vui ngày tiếp nhận bò giống do tỉnh Tuyên Quang trao tặng, bà Nôn Phơ Ma Chắc, một trong những hộ dân của bản Muôn, huyện Pẹc, tỉnh Siêng Khoảng, còn được cán bộ Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang hướng dẫn cách làm chuồng nuôi nhốt, chăm sóc bò, trồng cỏ tại gia đình để đàn bò sinh trưởng và phát triển tốt. Tôi rất vui là một trong những hộ dân được nhận bò giống của tỉnh Tuyên Quang trao tặng. Món quà này thực sự ý nghĩa. Chúng tôi sẽ chăm sóc và phát triển đàn bò này thật tốt.
thì và khi nó ông ngoài một hơi liang nọ. Đúng vào ngày tiêm phòng dịch cho gia súc quốc gia của Lào, chương trình trao tặng bò giống của tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ tỉnh Siêng Khoảng càng làm cho sự kiện này ý nghĩa và thiết thực hơn. Không những giúp cho tỉnh Siêng Khoảng phát triển kinh tế xã hội nói chung và chiến lược phát triển chăn nuôi đại gia súc thành hàng hóa, mà còn góp phần cụ thể hóa biên bản hợp tác giữa tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Siêng Khoảng, đưa các nội dung hợp tác ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu. Tỉnh Tuyên Quang trao tặng 100 con bò giống hỗ trợ tỉnh Siêng Khoảng. Đây là món quà vô cùng quý giá, là sự giúp đỡ to lớn của tỉnh Tuyên Quang dành cho tỉnh Siêng Khoảng chúng tôi, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân tỉnh Siêng Khoảng. Đàn bò 100 con gồm 95 con bò cái và 5 con bò được giống đủ tiêu chuẩn đã được tỉnh Tuyên Quang lựa chọn tiêm phòng kiểm dịch, hoàn thành hồ sơ thủ tục vận chuyển và được nuôi trước đó tại tỉnh Siêng Khoảng 24 ngày. Để đàn bò sinh trưởng và phát triển tốt, Hội nông dân tỉnh Tuyên Quang cũng đã tiến hành tập huấn, hướng dẫn các hộ dân cách làm chuồng, trồng cỏ, cách chăm sóc bò. Sau khi tiếp nhận đàn bò giống, Sở Nông Lâm nghiệp tỉnh Siêng Khoảng và chính quyền huyện Pẹc, đơn vị trực tiếp quản lý đàn bò, sẽ tiếp tục làm việc với các bản và hộ dân đã được lựa chọn để cùng nhau quản lý, chăm sóc và phát triển đàn bò một cách tốt nhất. Đón nhận món quà tình nghĩa này của tỉnh Tuyên Quang, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Nông Lâm nghiệp tỉnh Siêng Khoảng quản lý thật tốt, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi và trồng cỏ nuôi bò cho các hộ dân để đàn bò sinh trưởng và phát triển tốt. 80 con bò giống đã được chuyển cho các hộ nông dân thuộc hai bản Muôn và Phon Say của huyện Pẹc, tỉnh Siêng Khoảng, mỗi hộ từ 3 đến 5 con. 20 con bò còn lại bàn giao cho trạm cải tạo và phát triển giống bò của tỉnh Siêng Khoảng. Hội nông dân tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục hỗ trợ Sở Nông Lâm nghiệp và chính quyền huyện Pẹc, tỉnh Siêng Khoảng trong công tác quản lý và theo dõi tình hình phát triển đàn bò do tỉnh Tuyên Quang trao tặng. Với mong muốn tìm ra loại cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng khí hậu của địa phương, thời gian qua Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với một số hộ nông dân đưa cây sa chi, một giống cây lấy hạt vào trồng thử nghiệm, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, mở ra triển vọng mới cho người nông dân. Từ tháng 10 năm 2017, gia đình anh Nguyễn Cao Cường, thôn An Phúc, xã An Khang, thành phố Tuyên Quang đưa vào trồng thử nghiệm 100 cây sa chi. Sau 7 tháng trồng, chăm sóc, cây đã cho thu hoạch. Từ thực tế cho thấy, cây sa chi dễ trồng, dễ chăm sóc, đầu tư thấp, không có sâu bệnh, phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng của địa phương và cho thu hoạch quanh năm. Nếu chăm sóc tốt, mỗi hecta sa chi sẽ cho sản lượng từ 7 đến 9 tấn hạt, giá trị đạt 50.000 trên 1 kg hạt khô. Tuổi thọ của cây kéo dài khoảng 20 năm và hiện nay gia đình anh đã ký được hợp đồng bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Để mở diện tích trồng cây sa chi theo hướng hàng hóa, gia đình anh đã đầu tư vườn ươm phục vụ cây giống cho gia đình và cây giống cho bà con nông dân trong và ngoài xã. Cây này rất trồng chăm sóc thì rất dễ. Mà lợi nhuận của cây này thì cũng rất cao, năng suất của nó là 9 tấn trên 1 ha. Mà giá thành của hạt sa chi này là 50.000 đồng 1 kg. Mà thu hoạch thì về thì mình có thể phơi khô mình cất được, không sợ bị hỏng. Hiện nay, nhiều hộ nông dân ở các xã Hào Phú, Phú Lương, huyện Sơn Dương, Tân Thành, huyện Hàm Yên và xã An Khang, thành phố Tuyên Quang đã đưa cây sa chi vào trồng nhằm chuyển đổi cơ cấu, đa dạng hóa cây trồng trên địa bàn, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân. Những mô hình như thế này đã thu hút nhiều địa phương đến tham quan học tập để nhân rộng. Tìm hiểu cái mô hình trồng cây sa chi tại xã An Khang, tôi thấy đây là một cái cây trồng mà mang lại cái hiệu quả kinh tế. À, về cái kỹ thuật và cách chăm sóc cũng là phù hợp với cái khả năng của người dân. Do vậy thì tới nay về địa phương chúng tôi sẽ thực hiện thí điểm mô hình trồng cây sa chi này để góp phần vào cái chuyển đổi cơ cấu cây trồng và tăng cái thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Và đến bây giờ thì đang là vào cái đợt thu hoạch rộ, sự phát triển của cái cây sa chi tại cái vườn này là rất là tốt. Và điều ấy thì cho thấy rằng là gì, rõ ràng là cái cây này, cây sa chi này nó đang thích hợp với lại cái điều kiện đất đai, thổ nhưỡng, khí hậu của Tuyên Quang. Thế trên cơ sở như thế thì chúng tôi cũng từng bước để mà tiếp tục là thí nghiệm, thử nghiệm ở trên một số những cái địa bàn khác trên cơ sở là kết hợp với những cái hợp tác xã, kết hợp với những cái người nông dân
mà có cái suy nghĩ, dám đột phá, dám tìm hiểu, tìm tòi những cái mới. Việc đưa cây sa chi vào trồng bước đầu đã đem lại nhiều triển vọng, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao giá trị gia tăng cho nông dân, tận dụng tối đa nguồn lợi đất đai ở địa phương. Tới đây, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiếp tục phối hợp với các địa phương để mở rộng diện tích trồng cây sa chi trên địa bàn. Để gieo chữ ở những vùng đặc biệt khó khăn, nhiều giáo viên bằng lòng đam mê nghề nghiệp, yêu trẻ đã kiên trì bám trường bám bản, gieo ước mơ cho học sinh vùng cao. Nhân kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, chúng ta sẽ cùng nói về những người thầy giáo, cô giáo đã gắn bó với học sinh ở điểm trường Thôn Quân, trường Tiểu học Hùng Lợi 2, huyện Yên Sơn, để hiểu rõ hơn về những nỗ lực cõng chữ lên vùng sâu vùng xa. Thầy giáo Nguyễn Văn Thủy sinh năm 1959, tốt nghiệp sư phạm Tuyên Quang năm 1989. Sau hơn 4 năm công tác tại xã vùng cao của tỉnh Hà Giang, năm 1993, thầy Thủy mới chuyển công tác về phân hiệu điểm trường Thôn Quân, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn. Hơn 25 năm trong nghề, thầy Thủy cũng có thầy cô giáo ở đây luôn kiên trì bám trường, bám lớp, mang con chữ đến cho trẻ em vùng sâu vùng xa. Dù ngày nắng hay ngày mưa, mặc dù đường đi lại khó khăn, nhưng cũng chưa làm chùn bước chân các thầy cô giáo. Học sinh là trong vùng sâu vùng xa này là các em là về con chữ, các em không biết chữ gì và nói còn hay nói ngọng. Bản thân nữa gia đình và là gia đình là cũng chưa quan tâm đến thực sự đến học hành của các cháu. Và thứ nhất nữa là đường xa xôi. Thế tôi cũng là gắn bó với điểm trường này cũng là hơn chục năm. Là một điểm trường vùng sâu vùng xa, điểm trường Thôn Quân hiện có 45 học sinh với 4 lớp học, một lớp ghép với 4 giáo viên bộ môn. Mặc dù cơ sở vật chất ở điểm trường còn thiếu thốn, nhưng những thầy cô giáo ở đây vẫn hăng say dạy và học để mang lại kiến thức cho các em nhỏ vùng sâu vùng xa này. Cuộc sống nó khó khăn như vậy, học sinh con em ở đây nó thiệt thòi là kinh tế khó khăn này. Học sinh thì nó cũng rất là hiếu học thôi, chịu khó học thôi, nên mình cũng đấy là một cái động lực để cho mình tiếp tục. Trong ngày 20 tháng 1, thì đối với các thầy giáo ở vùng sâu vùng xa, cũng như chúng tôi không có mong muốn gì hơn, mong muốn duy nhất đó là mong làm sao học trò cố gắng học tập, duy trì sĩ số và các trò làm sao đạt được kết quả tốt nhất. Đấy chính là món quà lớn nhất đối với các thầy cô giáo tại trường Tiểu học Lợi 2. Cuộc sống này luôn tốt đẹp hơn bởi việc làm tử tế như các thầy cô giáo cắm bản ở điểm trường vùng sâu vùng xa Thôn Quân, trường Tiểu học Hùng Lợi 2, huyện Yên Sơn. Như thường lệ, vào tối chủ nhật hàng tuần, chúng ta cùng điểm lại những sự kiện nổi bật diễn ra trong tuần qua. Ngày 11 tháng 11, đoàn công tác của Trung ương Đảng do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm trưởng đoàn, đã tới dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Đồng Ẻn, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các đồng chí cán bộ đảng viên xã Kim Bình, khu dân cư Đồng Ẻn phải luôn gương mẫu đi đầu, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong nhân dân, thực hiện các phong trào thi đua, nhất là xây dựng nông thôn mới, phải không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân, huy động sức dân xây dựng kết cấu hạ tầng để Kim Bình thực sự là nơi đáng sống. Người dân xã Kim Bình, khu dân cư Đồng Ẻn cần chú trọng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, cùng vượt qua những khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Cũng trong tuần qua, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tham dự ngày hội đại đoàn kết các dân tộc tại các thôn xóm bản trong toàn tỉnh. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là hình thức sinh hoạt cộng đồng, là nét đẹp văn hóa. Đây cũng là dịp để đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua tại cơ sở và cũng là dịp để biểu dương, tôn vinh những tập thể, gia đình và cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa và nông thôn mới. Trước kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Tại các buổi tiếp xúc, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo địa phương, lãnh đạo các sở ban ngành đã trực tiếp lắng nghe, giải đáp những ý kiến của cử tri về những vấn đề thiết yếu liên quan đến cuộc sống của người dân. Những ý kiến sẽ được các đại biểu tiếp thu để đưa vào chương trình của kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân cũng như chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Thank you.
Vào những tháng cuối năm, không chỉ ô tô, khách hàng mua các mẫu xe máy tay ga cũng phải chịu mức giá tăng hàng chục triệu đồng một chiếc từ các nhà phân phối. Theo các đại lý ô tô, những tháng cuối năm doanh số bán hàng tăng vọt bởi nhu cầu tăng lên của khách hàng vào dịp Tết. Thế nhưng khác với năm ngoái khi các hãng xe đua nhau giảm giá hàng trăm triệu đồng một chiếc để kích cầu, thì năm nay lại trái ngược. Xe tăng giá vào dịp cuối năm như Kia Sedona, Toyota Innova mới và một số mẫu xe mang thương hiệu Nissan. Không chỉ có xe ô tô, thời điểm cuối năm này các mẫu xe tay ga, đặc biệt của Honda được các đại lý đẩy giá bán lên cao chênh lệch với giá đề xuất từ 10 đến 20 triệu đồng một chiếc. Nhìn nhận về giá xe không giảm, các chuyên gia kinh tế cho rằng không loại trừ khả năng các công ty và đại lý ủy quyền bán xe hơi bắt tay nhau giữ giá, đặc biệt vào dịp cận Tết. Hàng năm cứ đến dịp này, các doanh nghiệp thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh lại hối hả sản xuất và phân phối hàng hóa Tết. Năm nay công việc này được doanh nghiệp chuẩn bị từ khá sớm với tổng lượng hàng hóa đạt trên 18.400 tỷ đồng. Theo đó, việc sản xuất sản phẩm an toàn, thiên nhiên được cho là xu hướng chủ đạo của mùa Tết năm nay. Lượng hàng hóa phục vụ thị trường Tết năm nay của doanh nghiệp này tăng thêm 10% so với cùng kỳ. Cùng với việc đổi mới mẫu mã, doanh nghiệp còn chú trọng đưa ra thị trường dòng sản phẩm nguồn gốc từ thiên nhiên, vừa tạo động lực cho tăng trưởng cuối năm, vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Cái sản phẩm chủ lực là phải sản phẩm mà định hướng tiêu dùng cho xã hội trong tương lai, và đó là một cái hướng mà chúng tôi phải đi. Để cạnh tranh với các dòng sản phẩm cao cấp ngoại nhập tràn vào Việt Nam vào dịp Tết, các doanh nghiệp cũng tập trung đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm. Các sản phẩm làm quà biếu cũng được cải tiến nhiều nhằm đánh vào tâm lý người tiêu dùng Việt. Tâm lý của người Việt thì thường là muốn mua những cái sản phẩm để về thờ cúng ông bà, hoặc là những cái sản phẩm nói nôm na là sản phẩm tâm linh. Thì chúng tôi có tạo được các cái dòng sản phẩm rất là riêng biệt này. Theo Hội Lương thực Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Tết năm nay tổng giá trị hàng hóa được chuẩn bị khoảng 18.400 tỷ đồng, tăng từ 23 đến 36% so với cùng kỳ. Trong đó riêng lượng hàng thực phẩm phục vụ tháng cao điểm Tết đạt khoảng 10.500 tỷ đồng. Ngành thịt tươi sống chiếm trên 50% và thực phẩm chế biến trên 35%. Đặc biệt, Thành phố Hồ Chí Minh luôn chuẩn bị số lượng hàng bình ổn thị trường rất lớn, đảm bảo cho sản phẩm Tết không chỉ đa dạng, chất lượng mà còn ổn định giá cả. Trong cái lượng hàng mà chuẩn bị cho cái đưa vào thị trường vào dịp Tết á, thì các cái lượng hàng mà bình ổn thị trường thì chiếm gần như là tới 70%. Cho nên kinh nghiệm của nhiều năm là chúng ta không có biến động giá vào giờ chó, thậm chí có một số hàng lương thực thực phẩm chủ yếu lại giảm giá thêm. Việc sản xuất hàng Tết đối với doanh nghiệp không chỉ để làm mới mình mà còn để khẳng định lại sự tin yêu của khách hàng vào thương hiệu sản phẩm. Trong xu thế cạnh tranh khốc liệt với hàng ngoại nhập và tâm lý xính ngoại của người tiêu dùng, doanh nghiệp Việt càng phải chú trọng chất lượng và không ngừng cải thiện mẫu mã, từ đó làm lan tỏa giá trị, thông điệp sản phẩm Việt trong Tết cổ truyền của người Việt. Tai nạn giao thông không chỉ gây ra những tổn thất về vật chất mà còn để lại hậu quả vô cùng nặng nề cho nạn nhân, cho gia đình và xã hội. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, mỗi ngày trôi qua trên toàn quốc, tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của 24 người và làm cho gần 60 người lâm vào cảnh tàn phế suốt đời. Hàng chục bệnh nhân bị tai nạn giao thông đang điều trị tại khoa cấp cứu Bệnh viện Việt Đức. Người thì đa chấn thương, vỡ gan, dập lá lách. Có người chấn thương bụng kín, gãy xương đùi. Người thì chấn thương sọ não. Họ đến từ các tỉnh khác nhau như Lai Châu, Sơn La, Yên Bái. Người là dân tộc Mông, người là dân tộc Thái, nhưng đều có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Bệnh nhân Đinh Thị Loan chấn thương lách độ 2, gãy xương chậu, trượt da vùng lưng. Em đang là sinh viên, mẹ mất vì ung thư, gia đình thuộc hộ nghèo. Tai nạn giao thông đã cướp đi những ước mơ, hoài bão dang dở, để lại thương tật suốt đời. Qua cái việc sự việc của con tôi chỉ thấy là rất mong làm sao mà tham gia giao thông, những người lái xe là phải rất an toàn đi ở những chỗ đường nguy hiểm như vậy. Vì chính bản thân tôi cũng là người lái xe mà đến lúc con của tôi đi học mà lại bị như vậy, đúng thật sự là tôi cũng rất là ngại. Còn đây là trường hợp bị chấn thương sọ não. Anh là trụ cột trong gia đình, là điểm tựa cho vợ và ba con. Nhưng nay bị tai nạn được hơn một tháng, việc chăm sóc anh vẫn phải trông cậy vào anh em ruột thịt. Anh bị xuất huyết máu não và bây giờ phải mổ phẫu thuật 2 lần rồi, nhưng mà bây giờ vẫn làm bất tỉnh như này nửa tháng. Theo thống kê tại Bệnh viện Việt Đức, trung bình mỗi năm tiếp nhận từ 29.000 đến 30.000 trường hợp bị tai nạn giao thông. 9 tháng đầu năm nay đã có gần 15.000 trường hợp,
69 ca tử vong, 576 ca nặng được gia đình xin về. Đáng chú ý có gần 100 bệnh nhân tai nạn giao thông là trẻ em dưới 15 tuổi. Tai nạn giao thông được xếp vào nhóm nguyên nhân lớn gây tử vong tại các bệnh viện ở Việt Nam. Việt Nam cũng là quốc gia đứng đầu trong các nước đang phát triển có tỷ lệ tai nạn giao thông gây tàn tật và tử vong cao nhất. Sẽ rất vất vả cho cái đội ngũ điều dưỡng cũng như là các bác sĩ, vấn đề mổ xẻ trong cấp cứu, vấn đề săn sóc bệnh nhân sau mổ. Nhưng mà một cái di chứng sau này đối với cả bệnh nhân thì cái việc mà những cái trường hợp mà chấn thương sọ não nặng ấy thì cái di chứng để lại là rất nặng nề. Đấy là trở thành một cái gánh nặng cho xã hội và cho gia đình rất nhiều. Có những người sẽ phải mang cái tật suốt cả đời. Những giọt nước mắt lau vội của người thân, những đôi mày nhíu chặt vì đau đớn của bệnh nhân. Hình ảnh đó chính là thông điệp mạnh mẽ nhất gửi đến tất cả những người tham gia giao thông. Chỉ mong là tất cả mọi người tham gia giao thông thì tuyệt đối tuân thủ quy định pháp luật, tuyệt đối tuân thủ những cái hiệu lệnh, chỉ lệnh của lực lượng làm công tác điều tiết và chỉ huy giao thông để đảm bảo giao thông, bản thân các người tham gia giao thông tuyệt đối an toàn và an toàn cho cả người khác. Chấp hành nghiêm luật an toàn giao thông, đội mũ bảo hiểm, không uống rượu bia khi tham gia giao thông là những việc làm cần thiết để giảm tai nạn giao thông. Ngày hôm nay, các nhà lãnh đạo 21 nền kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC đã bắt đầu thảo luận tại thủ đô của Papua New Guinea về các cách thức nhằm thúc đẩy thương mại tự do và hội nhập kinh tế khu vực trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang. Vấn đề trọng tâm tại hội nghị cấp cao APEC là liệu các nhà lãnh đạo có tìm được lập trường chung chống lại các chính sách bảo hộ hay không. Theo một dự thảo tuyên bố chung, các nền kinh tế thành viên hướng tới cam kết chống lại chủ nghĩa bảo hộ dưới mọi hình thức cũng như các biện pháp cản trở thương mại. Cách thức phát triển các dự án cơ sở hạ tầng trong khu vực cũng sẽ được bàn thảo tại hội nghị. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo APEC cũng tiếp tục thảo luận về việc thành lập Hiệp định Thương mại Tự do của Châu Á-Thái Bình Dương, khu vực với dân số chiếm 40% dân số thế giới, chiếm một nửa thương mại toàn cầu về số lượng và khoảng 60% kinh tế thế giới. Các nhà lãnh đạo APEC nhóm họp tại Papua New Guinea trong bối cảnh Mỹ, Nhật Bản và các nền kinh tế khác chỉ trích Trung Quốc áp dụng các chính sách làm xa lệch thị trường như vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và trợ cấp công nghiệp. Trong khi đó, chính sách nước Mỹ trước tiên của chính quyền Tổng thống Donald Trump gây quan ngại trên toàn cầu. Đặc biệt trọng tâm của chính sách này là theo đuổi các thỏa thuận song phương và phản đối các thỏa thuận cũng như các tổ chức thương mại đa phương. Trong những tháng gần đây, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc xấu đi sau khi hai bên áp dụng các biện pháp thuế quan trị giá hàng tỷ USD đáp trả lẫn nhau. Giới chuyên gia cảnh báo tình trạng đối đầu thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới sẽ dẫn tới hậu quả thảm khốc đối với nền kinh tế toàn cầu. Hãng thông tấn Yonhap ngày 17 tháng 11 đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết đã nhận được lời mời thăm Triều Tiên từ nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đồng thời bày tỏ khả năng sẽ thăm Bình Nhưỡng vào năm tới. Theo nguồn tin trên, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng đã có lời mời Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Hàn Quốc khi hai nhà lãnh đạo có cuộc gặp song phương bên lề tuần lễ cấp cao lần thứ 26 của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC đang diễn ra tại Papua New Guinea. Chủ tịch Trung Quốc đã tỏ ý sẽ thăm Seoul trong năm 2019. Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận phi hạt nhân hóa Triều Tiên và các vấn đề khác. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc được cho là kêu gọi ông Tập Cận Bình đóng vai trò tích cực trong việc thuyết phục Bình Nhưỡng thực hiện những bước đi rõ ràng hướng tới giải trừ vũ khí hạt nhân, làm giảm bớt những hoài nghi gia tăng về việc Triều Tiên có thực sự sẵn sàng từ bỏ các tham vọng hạt nhân của mình. Hai bên cũng thảo luận về cách thức thu hẹp khoảng cách giữa Mỹ và Triều Tiên trong đàm phán về vấn đề hạt nhân. Argentina đã xác định được vị trí của tàu ngầm ARA San Juan, con tàu bị mất tích từ cách đây một năm cùng với thủy thủ đoàn gồm 44 người. Con tàu được phát hiện nằm ở độ sâu 800 mét tại khu vực ngoài khơi bán đảo Vadet trên Đại Tây Dương. Trước đó, ngày 16 tháng 11, công ty Ocean Infinity, vốn được Argentina thuê để tìm tàu ngầm mất tích, thông báo vừa phát hiện được một vật thể lạ có chiều dài khoảng 60 mét, nằm ở độ sâu 800 mét ở vùng biển Nam Đại Tây Dương, và nghi ngờ đây chính là tàu ngầm ARA San Juan.
Công ty Ocean Infinity hiện đang huy động tàu từ tọa độ được xác định để triển khai các bước tiếp theo. Bộ trưởng Quốc phòng Argentina thừa nhận nước này không có phương tiện kỹ thuật đủ khả năng để trục vớt tàu ngầm nằm tại độ sâu 907m ở vùng biển Đại Tây Dương phía nam nước này. Phát biểu họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Argentina cho biết Argentina không có phương tiện và công nghệ để có thể xuống được độ sâu nơi con tàu được phát hiện, cũng như không có trang thiết bị để có thể trục vớt một tàu ngầm lớn như vậy. Các bước tiếp theo mà Argentina sẽ tiến hành là thu thập thông tin và nghiên cứu xem có thể làm gì về con tàu này. Ngày 17 tháng 11, Tổng thống Mỹ đã lên đường đi thị sát khu vực chịu thảm họa cháy rừng tại bang California. Dự kiến ông Trump sẽ có cuộc gặp gỡ với các nạn nhân cháy rừng. Trước khi lên đường, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng thảm họa cháy rừng nghiêm trọng ở California là do quản lý yếu kém. Tổng thống Donald Trump cũng từng đăng lên Twitter rằng hàng tỷ USD đã được chuyển cho bang California mỗi năm, nhưng do công tác quản lý kém đã gây nên cháy rừng. Hiện có tổng cộng 71 người thiệt mạng và hơn 1.000 người mất tích do các trận cháy rừng tại bang California. Con số này được dự báo còn tăng nữa. Đây là thảm họa cháy rừng gây thương vong nhiều nhất trong lịch sử bang California. Trước đợt biểu tình quy mô lớn phản đối tăng thuế mặt hàng nhiên liệu tại Pháp, Bộ trưởng Nội vụ nước này Christophe Castaner hôm qua đã kêu gọi người biểu tình nên có trách nhiệm hơn, đồng thời cảnh báo người lái xe nên thận trọng hơn khi các cuộc biểu tình phong tỏa nhiều tuyến đường trên khắp cả nước vẫn diễn ra. Ước tính có khoảng gần 300.000 người tham gia biểu tình trong ngày hôm qua trên khắp nước Pháp nhằm phản đối chính sách kinh tế của chính quyền Tổng thống Macron, trong đó có việc đánh thuế cao đối với mặt hàng nhiên liệu. Ông Castaner cho biết, tôi kêu gọi mọi người nên có trách nhiệm, bởi trong nền dân chủ, các quyền đều luôn được tôn trọng, bao gồm quyền tự do ngôn luận, tự do phản đối và cả quyền được lưu thông nữa. Mọi người cũng nên thận trọng, khi màn đêm buông xuống, sự mệt mỏi cũng sẽ đến, đặc biệt là với những người lái xe trong ngày hôm nay. Họ nên thận trọng khi mà các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn. Khoảng 227 người đã bị thương, trong đó có 6 người thương nặng. Trong các vụ va chạm giữa người biểu tình với các lái xe và cảnh sát, đến nay đã có một trường hợp thiệt mạng. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Sau đây là những thông tin đáng chú ý về tình hình thời tiết của các địa phương trong tỉnh. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Tin không khí lạnh tăng cường, hiện nay 18 tháng 11, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng tối và đêm nay 18 tháng 11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các khu vực trong tỉnh. Từ ngày mai 19 tháng 11, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 17 đến 19 độ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, nên từ tối và đêm nay 18 tháng 11, trên địa bàn tỉnh có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Bản tin dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 11 năm 2018, khu vực vùng núi phía Bắc gồm các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hàng, Lâm Bình, nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ. Khu vực vùng núi phía Nam gồm các huyện Yên Sơn, Sơn Dương, nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ. Khu vực thành phố Tuyên Quang nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ.